Giờ chiều nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, dự và trao quyết định. Ban Thường vụ Thành ủy trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai nay thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư huyện ủy Thới Lai, nhiệm kỳ 2020-2025 để chuyển công tác và giữ chức Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy điều động đồng chí Trần Thị Dĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, nay thôi giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, luân chuyển chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Quyền ủy Thứ Lai, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các đồng chí trong suốt quá trình công tác, đồng thời mong muốn các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tập thể cán bộ công chức các đơn vị mới đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương